Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.2/thimpic.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 2 thi giải toán liên tích trên mạng lớp 2 vòng 16 vòng thi cấp huyện bảng B. Các em ạ, sau khi thầy cô đã cho các em mã đề thi, các em nhấn và các em vào trang. Chúng ta cũng có 3 bài làm nhỏ. Bài 1 có tên đi tìm kho báu. Hãy nhấn vào nút bắt đầu. Chúng ta bắt đầu làm câu đầu tiên. 26 cộng 27 cộng 28 bằng bao nhiêu? 26 cộng 27 sẽ bằng là 53. 53 cộng với 28 bằng là 81. Vậy kết quả bằng 81. Chúng ta sang câu thứ 2. Thừa số thứ nhất là 8. Thừa số thứ hai là 4. Vậy tích của hai thừa số đã cho. Vậy tự muốn tìm tích, ta phải lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai và kết quả sẽ bằng là 32. 32 là kết quả đúng. Thầy cùng em làm câu tiếp theo. Tổng hai số là số hai chữ giống nhau mà chữ số chục là 7. Chữ số hàng thứ nhất là 9. Vậy số hạng thứ hai là bao nhiêu? Tổng của hai số là một số hai chữ số giống. Ta hiểu ở đây tổng là số hai chữ số giống nhau mà hàng chục là 7. Thì số giống nhau hàng chục là 7 thì số đơn vị cũng phải là 7. Vậy tổng phải là 77. Số hạng thứ nhất là 9, vậy số hạng thứ hai sẽ là, ta phải muốn tìm số hạng thứ hai ta phải lấy 77 trừ đi 9 thì còn là 68. Tổng của hai số là số chồn chục lớn nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai là 39, vậy số hạng thứ nhất là bao nhiêu? Vậy số chồn chục lớn nhất có hai chữ số là số bao nhiêu? Là số 90. 90 trừ đi 39 thì còn bao nhiêu? 90 trừ đi 39 bằng năm mấy? Bằng là 51. 51 là kết quả của câu này. 30 decimet chia 5 cộng với 38 cm bằng bao nhiêu? 30 decimet ta sẽ đổi bằng 3 cm. Không, cộng sao 30 decimet bằng 3 cm? 30 decimet con thực hiện thì bình thường đi. 30 decimet chia 5 thì bằng là 6, đúng không? 6 decimet ta đổi cho cm bằng 60. 60 cộng 38 bằng 60 cộng 38 bằng là 98. 98. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành 100 điểm. Thầy cùng em chuyển sang làm bài 2. Chúng ta làm bài thi số 2 yêu cầu điền kết quả thích hợp vào chỗ 3 chấm. Câu thứ đầu tiên câu 1, số bị trừ là 100, số trừ là 6. Vậy hiệu của hai số là bao nhiêu? Hiệu của hai số là ta lấy 100 trừ đi 6 bằng là 94. 32 chia 4 nhân 5. 32 chia 4 bằng 8, 8 nhân 5 sẽ bằng 40. Vậy 32 chia 4 bằng 8, 8 nhân 5 bằng 40. Đúng rồi. 5 nhân 4 trừ 8. 5 nhân 4 20, 20 trừ 8 bằng 12. Đúng rồi. Thừa số thứ hai là số tròn trục bé nhất. Thừa số thứ nhất là 5, phải tích bao nhiêu? Thừa số thứ hai là số sẽ là 10, 10 nhân với 5 sẽ bằng là 20, bằng 50. Tốt lắm. Câu số 5. Đường gấp khúc A, B, C, D, E gồm 5 đoạn thẳng bằng nhau. Độ dài mỗi đoạn thẳng là 8. Vậy độ dài đường gấp khúc A, B, C, D là bao nhiêu? Ở đây có 5 đoạn thẳng mà mỗi đoạn thẳng là 8 cm thì ta sẽ lấy 5 nhân với 8 thì bằng 40. Tốt lắm, em làm tốt. Câu số 6. Cho 45 chia 5 bằng bao nhiêu trừ 56? 45 chia 5 sẽ bằng là 9. Bằng 9. Thế vậy số bao nào? Nhiêu trừ đi số nào trừ đi 56 bằng 9? Ta phải lấy 56 cộng 9. 9 sẽ bằng là 65. 65. Vậy số cần tiền điền ở đây là 65. Câu tiếp theo. Cho dãy số 191, 83, 73, số thứ 6 của dãy trên là số nào? 191, 191 thì bớt đi. À, con tìm được quy luật rồi. 9, bớt đi 9 đúng không? Ừ, đúng rồi. Bớt 9. Vậy 73 bớt 9 là 60. 73 là số thứ tư rồi.
49 là bao nhiêu? Bằng 60, 64. 64, 64 49 gì? Thật. Yêu cầu tìm chữ số thứ 6 mà. Nhìn nhá, nhìn số cuối này 0, 1, 2, 3, cái 4 này mới cả số. Số tiếp theo bằng 5, 5. 1 này, 2, 3, 4. 73 là số thứ 4. Ừ. 64 là số thứ 5. Tiếp theo là 55. 55. Con chẳng có tính không biết. 55 là số thứ 6. 6. Bởi vì con nhìn số cuối ấy nó không có trừ gì. Tiếp tục. Y nhân 3 bằng 4 nhân 6 với y bao nhiêu? Y nhân 3 bằng 4 nhân 6. Y nhân 3 bằng 24. Y bằng 24 chia 3, y bằng 8. Câu số 8. A cộng 6 bằng 4 nhân 9. B cộng B nhân 5 bằng 100 chữ 75. Vậy thương của A chia B là mấy? Ta sẽ lấy 4 nhân 9 bằng 36, 36 chữ 6 bằng 30. 30. Cái này vậy A bằng 30 rồi. 100 chữ 75 bằng là 25. 25 mà chia cho 5 bằng 5. Thương cái này bằng như 30. 30 chia, ta sẽ lấy 30 chia 5 bằng là 6. 30 chia 5. Thương, tính thương của phép chia. Vậy thương của phép chia là bằng 6. Câu số 10. Đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng 3 dm. Đoạn thẳng AB dài 7 cm. Tính độ dài hai đoạn thẳng ABC và CD, ta làm được không? Có, ta sẽ được cả cái độ dài đường gấp khúc này bằng bao nhiêu đây? Bằng 3 dm. Con nhìn nhé, con nhìn này. Con nhìn này. A B C D A B C D mà biết độ dài đoạn AB bằng 7 rồi. Hãy tính độ dài hai đoạn thẳng A B C D đúng rồi, bằng 7, tính độ dài hai đoạn thẳng thì ta chỉ lấy là 30 trừ đi 7 đúng không? Đúng rồi, bằng 30 cm. 30 trừ đi 7 thì bằng là 23. 23. Vậy ta điền ở đây là 23. Để các bạn nhấn xong các bạn. Về quốc gia. Rồi ta nhấn nộp bài. Chúng ta nhấn bắt đầu. Cho A nhân 5 bằng 40, giá trị của A là bao nhiêu? Giá trị của A sẽ bằng là 8. Vì 8 nhân 5 bằng 40. Câu tiếp theo. Thương của 35 và 5 là bao nhiêu? Là 7 ạ. 35 chia 5 là 7. Câu tiếp theo. Cho A nhân 4 16, giá trị của A là bao nhiêu? A nhân 4 là 16. Giá trị của A sẽ bằng 4. Câu số 4. Phép tính có thương lớn nhất là? Cái này bằng 7. Cái này bằng 5. Cái này bằng 8. Cái này bằng 6. 6, 7, 5, 8. Vậy đây kết là quả này là 8. Câu tiếp theo. 40cm chia 2 x 9. 40cm chia 2 x 9 bằng 20. 20 x 9 bằng 180. Bằng 100. 40 chia cho 2 bằng 20, 20 x 9 180. Tiếp. Tiếp theo là 30cm chia 5. 30cm chia 5 bằng 6 cm. 30cm chia 5 bằng 6cm. 6cm. Tiếp theo. Mai đi ngủ lúc 21 giờ, mai ngủ trong 9 giờ. Vậy mai sẽ thức dậy lúc mấy giờ? Có biết không? 21 giờ là 9 giờ. 9 giờ cộng với 9 giờ 18 giờ. Là 18 giờ là 6 giờ. Mai thức dậy lúc 6 giờ sáng. Không cãi được. Cô tính là chỉ đúng rồi. 21 giờ 6 giờ sáng. 21 giờ. Cơn lúc 6 giờ sáng đi cô tính rồi. 21 giờ là 9 giờ. 9 giờ cũng 9 giờ 18 giờ. 18 giờ là 6 giờ sáng này. 6 giờ sáng, tốt lắm.
Câu tiếp theo, tính 4 dm chia 4. 4 dm chia 4 bằng 1 dm, đúng không nhỉ? 5 cm. Đúng rồi. Câu tiếp theo, trong hộp có hai chục viên bi gồm xanh, trắng và vàng. Biết số bi xanh ít hơn số bi vàng 17 viên, hỏi Nga có bao nhiêu viên bi trắng? Các bạn ạ, bài này thì khá hay cho các em. Nó hay lắm. Trong hộp có hai chục viên bi, các bạn nhớ nhé, cái dữ kiện hai chục viên bi gồm viên xanh, trắng và vàng. Biết số bi xanh ít hơn số bi vàng là 17 viên. Vậy ta nghĩ ngay đến nhiều vấn đề. Một là số bi xanh là 1 viên thì số bi vàng sẽ là 18 viên. 1 cộng 18 phải bằng 19, mà ít hơn 20 thì số bi trắng chỉ bằng 20 trừ 19 còn 1. 1. Nhưng mà chúng ta đặt ra giả thiết là số bi xanh là 2. Vậy nếu bi xanh là 2 thì số bi vàng phải là 17 cộng 2 bằng 19. Ta chỉ cần lấy 2 là viên bi xanh cộng với bi vàng 19 thì bằng 2 cộng 19 bằng 21. Mà hộp chỉ có 20 viên bi thôi. Vậy cái này là sai dữ kiện. Vậy chúng ta chỉ có bi trắng là 1 viên. Câu tiếp theo. Cho 13 cộng 7 lớn hơn bao nhiêu? 5 nhân bao nhiêu? Và 50 chia 5. 50 chia 5 là mấy? 50 chia cho 5 là 10. 13 cộng 7 bằng bao nhiêu? 13 cộng 7 bằng 20. Vậy 5 nhân mấy để lớn nhỏ hơn? 5 nhân 5 ạ. À, vậy 5 nhân 5 bằng 15. 5 nhân 25. Đây 5 nhân 25 chứ con? Cái nào 10 mà? À, 53. 5 nhân bao nhiêu nhỉ? 5 nhân 3 bằng 15, vì 15 này nhỏ hơn 20 và lớn hơn 10, đúng chưa? Trường hợp này 5 nhân 3 và ta được 100 điểm. Bạn đã hoàn thành bài thi 100 điểm.